tất cả chờ đợi một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Và như vậy màn so tài giữa thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa của lứa tuổi 21 vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023. Hiệp thi đấu của trận đấu này chính thức được bắt đầu. Điều khiển trận đấu này trọng tài chính là ông Lê Thanh Tùng, trợ lý 1 là ông Võ Quang Trung. Vượt cơ hội không vào. Cơ hội đầu tiên được tạo ra bởi các cầu thủ U21 Khánh Hòa. Một cú phạm lỗi rồi. Khi tiếng còi của trọng tài vang lên chưa lâu thì đã có một tình huống cực kỳ nguy hiểm được các cầu thủ Khánh Hòa. Một cú dứt điểm rất căng, bóng đá đập xa ngang. Tiếp tục là pha lên bóng nữa dành cho các cầu thủ Khánh Hòa. Một sự thể hiện quyết tâm rất lớn, kèm người rất chắc. Phản công. Một đường chuyền. Một pha ném biên, đây là cơ hội. Chưa bóng sắc. Và bàn thắng đã đến với các cầu thủ Khánh Hòa. Một pha ăn mừng vô cùng cảm xúc đến từ cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Niềm vui khôn tả cho những người yêu mến Khánh Hòa từ quê nhà. Đã có những khán giả có mặt tại sân bóng của sân vận động Hồng Đức Thanh Hóa để cổ vũ cho những cầu thủ yêu quý của mình. Chúng ta theo dõi lại bàn thắng này. Một đường chuyền dọn cố. Để rồi Nguyễn Thành Huân. Đỗ Trường Trân rất hay, khống chế bóng một tốt rồi, đường chuyền nhưng pha bóng. Quốc Huy đột phá, đường chuyền không được. Đây là pha lên bóng của các cầu thủ Khánh Hòa. Lại là một đường chuyền vượt tuyến rất hay, qua người không. Pha bằng giả rất nhanh của Nguyễn Hoàng Đạt. 2022 năm 2022, Hà Nội đã giành chiến thắng trước Bình Dương với tỷ số là 1-0. Một pha va chạm quyết liệt đến từ các cầu thủ hai bên. Trên tay trọng tài đang cầm một chiếc thẻ vàng. Và như vậy hai chiếc thẻ vàng được trao cho hai cầu thủ hai bên. Quốc Bảo đưa bóng vào. Cơ dứt điểm. Không được. Rất may trong tình huống vừa rồi thì cầu thủ Trương Nguyên Long U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quả sút phạt dành cho Khánh Hòa, đưa bóng vào. Pha phối hợp đáng điểm 10 trong pha phối hợp vừa rồi. Vừa rồi bóng đã đi cạo sang ngang. Chúng ta theo dõi lại tình huống này. Xuất phát từ cú đá phạt của Trường Hân. Tiếng còi đã vang lên rồi. Đức Duy đánh đâu không vào. Tiếp tục một quả đá phạt góc nữa. Vừa rồi quả đá phạt góc được Đức Duy tạo ra về vị trí cột gần. Vũ Đức Duy tiếp tục là cột gần. Nhưng bây giờ thì hậu vệ của Khánh Hòa đã phá bóng ra xa. Nhưng đây vẫn là cơ hội đánh đầu ngược trở lại. Và đây là pha lên bóng của Khánh Hòa. Tuấn Hưng đường chuyền rất tốt. Một pha bật rất cao để bắt bóng rất dính của thủ môn Hoàng Đạt. Sau khi có va chạm với cầu thủ bên phía Khánh Hòa thì Hoàng Đạt đã nhận thẻ vàng. Cần phải giữ được cái đầu lại. Phản công cho Khánh Hòa. Rất hay, đường chuyền rất hay. Và Khánh Dũng. Qua rồi không vào. Phạm lỗi rồi. Một quả penalty dành cho Khánh Hòa. Thủ môn Nguyễn Hoàng Đạt bên phía thành phố Hồ Chí Minh đã phải băng ra. Một tình huống phạm lỗi của thủ môn Hoàng Đạt rất đáng tiếc. Và như vậy các cầu thủ U21 Khánh Hòa có cơ hội để gia tăng khoảng cách. Minh Lôi dứt điểm vào. Cầu thủ số 13 Nguyễn Minh Lôi ghi bàn tỷ số là 2-0.
Minh Lợi không có một sai lầm nào với quả sút phạt bên này. Pha chuộc lỗi lầm khi có một pha phạm lỗi với cầu thủ Khánh Dũng bên phía Khánh Hòa. Đã bị một cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh là Trương Nguyên Long đã lùi về cản phá, và bây giờ là phản công cho Khánh Hòa. Cơ không vào. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Khánh Hòa. Vừa rồi đội hình của thành phố Hồ Chí Minh đã dâng lên rất cao để tìm kiếm cơ hội có bàn thắng. Ngược trở lại, họ đã để một lỗ hổng mênh mông. Mênh mông tạo ra một pha lên bóng cực kỳ nguy hiểm của các cầu thủ áo vàng. Một chút nữa thôi thì Khánh Hòa sẽ có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Vẫn là các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh. Cơ hội dứt điểm. Vẫn là các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh đưa bóng vào, đánh đâu? Không được. Hàng rào đã được các cầu thủ Khánh Hòa siết chặt. Dứt điểm. Không được. Bóng đập trúng hàng rào. Còn đường chưa dài nữa. Đánh đâu? Không được. Pha đánh đầu hơi nhẹ của Bùi Văn Bình. Và với pha đánh đầu vừa rồi, lại hiệp thi đấu thứ nhất, các cầu thủ Khánh Hòa tạm dẫn thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-0. Sân là thủ môn Nguyễn Tân và cầu thủ 22 Nguyễn Cảnh Nam. Không được. Vừa rồi là một pha lên bóng dành cho các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh, rõ ràng để cho thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-0. Đưa bóng vào. Là một cú dứt điểm, không phải là một đường chuyền. Lên bóng dành cho thành phố Hồ Chí Minh, rất hay. Cơ đã làm giảm đi góc sút rất nhiều rồi. Và đây là cơ hội nữa. Qua rồi không? Không được. Lời khen cho thủ môn Nguyễn Định Hân của Khánh Hòa. Rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm của cầu thủ bên phía Khánh Hòa. Tạo ra quả sút phạt này của Khánh Hòa. Cơ hội dứt điểm. Nhưng pha cản phá điểm 10 của thủ môn Nguyễn Tân. Chúng ta theo dõi lại tình huống này. Cú dứt điểm bằng chân trái rất hay. Bóng đã đi lọt qua hàng rào chắn của thành phố Hồ Chí Minh. Với sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Tân. Quả sút phạt dành cho các cầu thủ Khánh Hòa. Đưa bóng vào. Cơ hội không vào. Và chạy chỗ rất hay của đội trưởng bên phía Khánh Hòa. Minh Lợi có một pha đặt lòng, một chút nữa thôi sẽ tạo ra bàn thắng. Chúng ta theo dõi lại tình huống này. Rất chỉnh chu cho quả sút phạt này. Đưa bóng vào, đánh đầu. Không được. Cho các cầu thủ Khánh Hòa. Đưa bóng vào, rất điểm. Sống. Và đây là cơ hội dứt điểm. Không được. Nguyễn thành phố Hồ Chí Minh họ phải cần tạo ra được sự bất ngờ. Dứt điểm từ xa. Pha dứt điểm từ xa đến từ Bùi Văn Bình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai. Và đây là cơ hội vào không? Không vào. Đây là pha đột phá của Đức Duy. Đưa bóng vào rất sâu của Đức Duy. Khống chế bằng ngực, đánh đâu? Không qua cú dứt điểm. Một đường chuyền rất hay. Và đây là cơ hội quyết định đột phá. Không được. Đưa bóng ra. Cơ hội hơi chậm rồi. Vừa rồi là một pha chỉnh bóng nắn nót của Lê Cảnh Gia Huy. Và sau đó là một cú dứt điểm nữa bên phía thành phố Hồ Chí Minh. Rất khôn ngoan. Vừa rồi là pha phối hợp không thành công. Và như vậy cuối cùng thì trọng tài Lê Thanh Tùng cũng đã vang lên tiếng còi, khép lại trận đấu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Đây là trận đấu ở khuôn khổ bảng B của vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia thanh niên lần thứ 27 năm 2023. Kết thúc trận đấu này, các cầu thủ U21 Khánh Hòa giành chiến thắng trước thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-0.